nào anh? Nhà em có miếng đất 30 mét. Rồi giữ diễn đàn cho Tin mình bà. 1 phút nhé. Và nói luôn với anh em biết này, và Dũng Võ biết này, là mình có miếng đất 30 mét, đất vườn thôi. Tức là khi mà nhà nước lấy đường, làm đường đền bù ấy, thì khi lấy xong đường thì cái đất đấy nó lên độ khoảng 200 triệu một mét. Nhưng nhà nước chỉ đền bù là có 3 triệu 6 thôi. Đấy. Nhưng nói thế này để cho mọi người thấy là dân mình là tha, nhà mình là kẹt giữa hai nhà. Cái miếng đất 30 mét đấy, nhà mình được đền bù trên 100 triệu. Nhưng hai bên hàng xóm là người ta làm giấy tờ, người ta chạy rồi người ta xây cất. Mặc dù đất đến đấy là cái dự án 13 năm, người ta không cho xây, nhưng mọi người họ vẫn xây. Đấy. Hai bên hàng xóm thì mỗi người đều lấy được hơn tỷ hết. Tức là người ta chạy giấy tờ, người ta làm sổ đỏ chui, rồi thế này thế khác, để người ta làm sao người ta lấy được nhiều tiền của nhà nước đền bù. Nhưng nhà mình là không làm thế. Nhà nước cho như nào nhà mình nhận thế. Nhà mình miếng đất 30 mét chỉ được nhận chưa được 100 triệu. Nhưng hai hàng xóm hai bên, người nhận 2 tỷ, người nhận tỷ mấy. Thế phải biết là dân mình nó tham như thế nào. Người ta tìm đủ của cách, nếu mà không được lấy, có những người họ kiện, họ làm dân oan, để ủm sung lên. Dù đất đấy nó thật sự các bạn là đất lấn chiếm, nói thẳng lên luôn, đất đi mượn của nhà nước mà, để coi như là làm vườn đấy. Nhưng đến lúc mà thấy là có dự án rồi, có đền bù rồi, mọi người làm đúng các trò kêu oan rồi thế này thế khác để lấy nhiều tiền đấy, bày trò nhiều nhiều cái buồn cười lắm, rồi kêu khóc như là cha chết đấy. Mà đến cuối cùng ra thì có những người họ từ đâu họ mua, họ nhảy vào đồng nát, rồi là họ mua xong rồi họ tìm cách họ xây chui xây lủi đấy. Họ mua lúc đầu là chỉ có độ khoảng 15-20 triệu một căn nhà thôi, tức là cái lúc đầu nó chỉ là như bãi rác, nó đất vườn thôi. Nhưng đến lúc người ta lấy, người ta phải lấy được 400-500 triệu, được thêm căn hộ chung cư. Xin lỗi, mình buồn cười quá. Bây giờ cái mã cái điện thoại 84 ấy mà con nó mang nói, trời ơi, cái mã 84 ngày xưa của chính quyền Nguyễn Sài Gòn, bây giờ nó lấy cả cho Việt Nam nó cũng chắc sẽ bình thường. Mà đưa ra cái mã điện thoại làm cái gì? Mã điện thoại khẳng định chủ quyền à? Đúng là một cái trò hề của mấy thằng ba que. Mệt quá. Rồi xin mời. Đấy, mình nói thế để biết tại sao mà nhà nước mình nói chung là hiền chiều dân. Chứ tôi nói thật sự Mỹ không có chuyện đấy. Đất là đất đã quy hoạch dự án nhưng nhà nước chưa lấy để cho mọi người sử dụng. Sau này mọi người bày trò làm đủ các trò để làm sao moi được thật nhiều tiền. Đấy. Còn của nhà tôi, nhà nước giả nào tôi nhận thế. Mặc dù hai bên lấy tiền tỷ cả, tôi đều không, nhà tôi đều đấy. Vì thứ nhất là mình cũng làm người con yêu nước, mình hiểu mình làm cái đấy là trái lương tâm của mình. Hiểu không? Cái đất đấy là chỉ là mình đất chiếm sử dụng, thì nhà nước đền bù này nọ. Đấy, mình dùng đến gần 30 năm rồi thì mình đã, cái giá trị sử dụng của mình đã bao nhiêu, đất mình là đất không có giấy tờ, vì thật ra tất cả mọi người đều lấn chiếm cả, cho dù nó là trước thời điểm năm 93. Nhưng đất mình là không được phân. Thế mình làm đủ câu trò thế, mình lấy tiền thế, có phải chính tự tay mình làm suy yếu cái nhà nước của mình không? Nên phải nói là dân mình rất tham, vô cùng tham. Đấy, để nói cho Dũng Võ hiểu rằng nó là như thế. Đó. Tất cả mọi người, nếu bạn yêu nước thì tốt nhất là bạn đừng nên tham tiền. Bạn đừng thấy một cái xã hội Mỹ nó đẹp, nó nhiều tiền, thì bạn thấy là nó đẹp, nó không phải là tốt đâu. Mỹ là một thằng ăn cướp, một thằng xã hội đen. Dân Mỹ kể cả không có tiền mà vẫn được mua nhà, nghe thì có vẻ sướng. Nhưng bạn biết là cái nhà đấy bạn phải trả nợ trong 30 năm là bao nhiêu tiền à?
Tức là những cái thằng ngân hàng nó bóc lột, thằng Mỹ nó là thằng bóc lột, bóc lột. Nếu như anh không giả được, chỉ chậm vài tháng nó lấy nhà anh luôn. Mà kể cả cái nhà đấy khi đã thuộc quyền sở hữu của anh, nếu mà anh cho con cho cháu, cái tiền thuế của nó đã thu cao như thế nào? Nếu anh đã cho con rồi mà anh vẫn nợ nhà nước, đến lúc anh chết nó còn thu lại cái phần anh cho, thì anh phải biết nó dã man như nào. Chứ đừng nghĩ anh tẩu tán tài sản anh cho được con. Anh bảo là luật pháp Mỹ là như thế, là nghiêm, là chuẩn, là thế này thế kia. Còn luật pháp Việt Nam là không ra gì, nó nhùng nhằng. Thật ra là người dân mình nghèo, nhà nước để cho người dân kiếm ăn đấy, cho nên người dân bây giờ mới có đấy. Mình nói Dũng Võ biết, còn mình cũng nói luôn cho Dũng Võ về cái vấn đề Hoàng Sa là như thế này. Thứ nhất, Hải quân Nhân dân Việt Nam lúc đó chỉ nhận cái tàu cũ Liên Xô, Trường Sa không, Trường Sa nói không Trường Sa. Đang nói vấn đề 1956 anh ạ. Tức là cái Hoàng Sa lúc đấy là nó ở quá xa, mà tàu nó đánh mình không biết, nó lấy lúc nào mình cũng chả hay. Không, bây giờ mình phải xin lấy khoan lên. Nếu mà nói về Hoàng Sa là như này, năm 1954 Hiệp định Geneva đã Hoàng Sa và Trường Sa quản lý của chính Việt Nam Cộng Hòa đấy. Đúng, cho nên là mình đừng nghĩ là Trung Quốc đánh Hoàng Sa coi như Bắc Việt lại đem tàu chiến ra lấy Hoàng Sa, không phải đâu. Cái chuyện đấy là đừng có nghĩ như thế. À, không bao giờ Bắc Việt lấy được. Đúng rồi, không thể lấy được. Việt Nam Cộng Hòa quản lý rồi. Đúng rồi. Cho nên nếu mà theo luật quốc tế mình không thể đứng lên mình kiện được. Đấy, về Bắc Việt là không thể kiện được cái gì cả. Chờ ông Nam Việt, mà ông Nam Việt thì năm 72 Nixon đã ký rồi, đúng không? Tất cả các tướng tá Sài Gòn cũng lên nói trên truyền hình rồi là sao? Ở đấy máy bay coi như ra đánh cũng được lệnh không cho đánh, thế chứng tỏ là có cái sự bán ngầm rồi, giữa Mỹ có sự thỏa thuận ngầm rồi. Cho nên là cái này mình hậu sinh mình không biết được thì mình đừng nên nói. Đấy. Còn nói chuyện về cái Trường Sa 1958, Hải quân Việt Nam lúc đó vừa trải qua chiến tranh rất yếu, lực lượng hải quân mình rất yếu. Đấy, cũng không có tàu để mà với cả cái quan điểm của mình là không bao giờ đánh trước, không bao giờ tấn công trước. Kể cả thằng Campuchia đánh mình cũng không tấn công. Đúng không? Mình có tấn công đâu, chính vì mình không tấn công mới đẩy xảy ra cái thảm sát Ba Chúc. Đúng không? Để có như là mất 500 người dân ở ngoài đảo Phú Quốc à? Không, ở vùng Ba Chúc thôi. Không phải vùng Ba Chúc, An Giang. Và không ở một cái đảo gì mà 500 người dân bị bọn không phải ở Phú Quốc, nhưng mình chỉ biết là ở cái vùng Ba Chúc bị thảm sát. Những cái gì mình biết thì mình nói. Đấy. Chứ mình vẫn đã có, mình không đánh trước đến khi mình đã xác định rõ ràng. Rồi anh Đỗ Hạnh chờ tí xíu. Thế thì hôm nay cũng chỉ lên chia sẻ cho Dũng Võ biết này, không ngoan đâu, dân mình nó tham lắm. Đúng rồi, có khả năng đảo Thổ Chu nói. Đúng rồi, đảo Thổ Chu này. Mình nói cái chuyện ví dụ như là Cấn Thị Thêu ở Dương Nội chẳng hạn, cứ hô dân ngoan. Cả cái dân Dương Nội nó lấy nhận tiền đền bù hết, có mỗi con giờ hơi nó cứ nhảy cô lên thôi chứ. Không? Đúng rồi. Thì nó bảo nó là dân ngoan. Vâng. Nó không phải dân ngoan đâu, nó ăn tiền rồi nó nói càn dở bố láo. Chứ không phải nó oan khuất cái gì. Vâng. Chửi bậy chửi càn, đầu óc nó muốn phá đám nó thế này thế kia chứ. Tất cả dân Dương Nội họ vui vẻ họ nhận đất, vì khi người ta đã làm cái khu đô thị ở đó, người ta lấy đất làm dự án, nó là đất toàn bộ Dương Nội lên đấy, người ta lấy là được đền bù đất, nó là đất ruộng thôi đấy. Nhưng khi đất cái khu đấy lên thì người ta chia cái làng này ra, người ta bán là có phải là
Còn nếu không lấy đất thì cái dân làng đấy nó vẫn khổ quanh năm coi như bán mặt cho đất bán lưng cho giời. Đấy. Còn cái chuyện đất nước đã công nghiệp hóa chắc chắn phải cần đất để xây dựng nhà máy đô thị. Bắt buộc phải lấy. Đất nước Có Việt những Nam vùng hiện đất nay mà của mình là đất nước đang phát triển, và đất nước đang phát triển cần rất nhiều cái quỹ đất để mà chỉnh trang đô thị này, rồi làm những khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế mở, cần rất nhiều đất. Mà ví dụ mình đã giao đất cho nhân dân sử dụng thì nhà nước lúc nào lấy lại thì có những giá đền bù nó hợp lý, mình gọi là hợp lý thôi, đúng không? Nó có cái đơn giá tất cả, ví đúng dụ rồi. đất nông nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh hiện nay coi như là ở khu quận này đền bù bao nhiêu, khu quận kia đền bao nhiêu, nhưng bây giờ ví dụ như 99% những cái người ta nhận đền bù rồi, còn 1% là bắt đầu ông đi đấu tranh, ông bảo ông là dân oan rồi, ông thế này thế khác, đó là dân tham chứ đâu phải dân oan. Thì tất nhiên tôi nói với các bạn vừa nãy là có sự oan khuất không, cũng có, nhưng mà tôi nói trường hợp ít, nhưng mà chính quyền sẽ có giải quyết từ từ cho những người ấy. Còn những người vật vờ ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng Hà Nội, ví dụ như bạn ở đây bạn cũng biết, nói chung là những người đấy là những kẻ gọi là đi dân dân oan vớ vẩn, gọi đi mượn biểu tình thuê đấy. Biểu tình thuê lấy tiền thôi. Đúng. Đấy. Thôi thế hôm nay em lên cho em chia sẻ cái vấn đề của Dũng Võ Rồi. thôi, thì với anh em thôi, anh mời người khác nữa Ok, rất rồi, cảm ơn, bàn xin với em, chào. tất cả Rồi. các anh em. Nói chung là